Chìa khóa đang có bảo đi làm thuê thì em đi làm thì mất rồi. Bây giờ làm kiểu gì? Mất rồi thì bây giờ làm thế nào? Sáng nay vừa mất à? Hôm qua mất rồi. Hôm qua thì hôm qua ngủ ở đâu? Hôm qua ngủ nhờ ở trên băng co thôi. Ngủ nhờ hả? Vâng. Thế thì bây giờ mất chìa khóa rồi thì cứ đi ngủ nhờ thôi. Cẩn thận nhá. Cháu tên xin gửi lời chào đến toàn thể các bác cô chú anh chị và quý khán giả tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Trước đó thì cháu Tuyên có chia sẻ một thước phim, đó là cái tình hình hiện tại ở trên Hà Giang. Mưa rất là nhiều và các bác xem thấy đây, tất cả những cung đường mà anh em đi làm thì hôm nay cháu Tuyên lên nhà bà Khánh. Còn hai bé Xính và thì các bác yên tâm, cháu Tuyên đã gọi cho ông để ông đi đón hai bé rồi. Thì hai bé Xính và đã được yên tâm rồi. Còn nhà bé Khánh thì do vì là bé Khánh ở một mình nên là cháu Tuyên không có cách nào để mà liên lạc được cho bé Khánh. Thì các bác thấy đây, mùa này là mùa nước đổ trên vùng cao nhá. Di chuyển tiếp sang bên này cho các bác xem một chút nhá. Hiện tại bây giờ các cái khe suối thì rất là nhiều nước các bác ạ. Cực kỳ là nhiều nước luôn. Hiện tại bây giờ thì cháu Tuyên đang ở cái vị trí mà thường xuyên đi làm qua chỗ nhà bé Khánh. Thì sẽ phải đi qua cái cung đường này. Tuy nhiên thì các bác xem thấy nếu mà không có cái đập tràn này thì rất khó có thể di chuyển được qua cái khe suối này này. Rất là nhiều nước. Đấy. Các bác hiểu mùa nước đổ trên vùng cao thì nó sẽ dồn nước từ các cái vùng núi cao dồn xuống hết thung lũng. Bắt đầu là nước rất là đục này. Thường mùa này thì sẽ rất dễ gây bị sạt lở rồi là sụt lún rồi là rất là nguy hiểm đến cái phương tiện đi lại, đặc biệt là con người và bà con sinh sống. Đây, rất là nhiều nước đây các bác. Đây, nước nhiều cực kỳ. Đấy. Bình thường khe suối như thế này thì không có nước đâu. Bây giờ thì sẽ tiếp tục di chuyển lên cái chỗ khe mà trước bé Khánh lấy nước để cho anh em thợ làm ấy các bác. Không biết là cái khe đó như thế nào. Ở khe đầu tiên này thì rất là nhiều nước rồi. Đây là cái cung đường bê tông thôi nhưng mà rất là trơn các bác ạ. Mưa thế này thì rêu ở trên mặt đường nó mọc rất là nhiều và đặc biệt là con đường này đi lại thì khá là ít. Sau một cái trận mưa lớn kéo dài 2-3 ngày liên tục thì thiệt hại cũng như là những cái nguồn nước nó bắt đầu phát triển chảy rất là nhiều. Đây này các bác, bẩn kinh khủng. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Đây, nước chảy ra đường này. Cái này là phù sa nó đẩy trên núi xuống đấy các bác. Đây, chắc có lẽ là cái lúc mưa thì nước ở chỗ này sẽ rất là nhiều đây này. Nó bị tắc cống hẳn luôn rồi. Sạt rất là nhiều đây các bác này. Quá khủng khiếp. Đây là cái chỗ mà bé Khánh và các anh em thợ lấy nước nhé các bác. Kinh khủng thật. Quá đáng sợ. Bình thường thì nước chả bao giờ chảy đến giữa đường như thế này cả. Tuy nhiên thì sau trận mưa này thì các bác biết là cái kết quả của nó như thế nào rồi. Không biết tình hình nhà bé Khánh có ổn không. Quá khủng khiếp các bác ạ. Đây, với cái lượng nước rất là nhiều đang chảy liên tục từ trên khe trên kia xuống. Quá khủng khiếp. Một khối lượng đất rất là nhiều. Đây là phù sa ở trên núi kia. Chắc có lẽ là có những nơi bị sạt lở ấy, thì nước nó sẽ cuốn trôi hết xuống đây.
Rất là sốt ruột và hồi hộp. Bây giờ thì sẽ di chuyển đi vào nhà bé Khánh xem sao. Ở đây cũng đang bị sạt xuống này các bạn này. Nước rất là nhiều. Sao không về nhà? Hả? Sao? Mất chìa khóa. Rồi chào Khánh, xin chào các bà, các bác, các chú, các anh, các chị và em chào anh Tiến ạ. Chìa khóa sao làm rơi? Chìa khóa bằng cơ bảo đi làm thuê thì em đi làm thì mất rồi. Bây giờ làm kiểu gì? Mất rồi thì bây giờ làm thế nào? Sáng nay vừa mất à? Hôm qua mất rồi. Hôm qua thì hôm qua ngủ ở đâu? Qua ngủ nhờ ở trên băng co thôi. Ngủ nhờ hả? Vâng. Thế thì bây giờ mất chìa khóa rồi thì cứ đi ngủ nhờ thôi. Nhà không có chìa rồi. Mỗi người một chìa thôi. Mà chìa của em ở trong đấy thì có bao gồm là chìa phòng rồi là chìa các cái cửa nữa. Chủ yếu là cái chìa mở cửa này mà còn làm rơi thì làm sao mà ấy được. Bé xính và này. Đấy, rất là nhỏ. Mà bạn ấy, các bạn ấy bảo vệ chìa khóa rất tốt, đeo vào cổ đây này, cứ thế mà để ở cổ thôi. Cháu Tuyên xin gửi lời chào đến các bác nhé. Hôm nay thì cháu Tuyên lên để xem tình hình bé Khánh như thế nào. Tuy nhiên thì sau khi vào đây thì không vui một chút nào. Khánh đi làm hôm qua đi thì bị mất chìa khóa, và sáng nay vào nhà thì không có chìa khóa vào nhà. Cháu Tuyên may mắn là còn giữ một chìa. Cố gắng chiều đi tìm về nhá. Mỗi người một chìa thôi, bởi vì khóa này nó không có nhiều chìa. Nó chỉ có đúng mỗi người một chìa thôi. Chìa khóa ở nhà mình thì cấm làm rơi chứ. Nhưng cái gì có thể làm rơi được? Chìa là không thể làm rơi được. Vừa mới đây em đã làm rơi như thế này rồi thì mai làm sao mà bảo quản được cái chìa khóa của mình. Đi rửa chân tay sạch sẽ đi. May mắn là nhà không sao các bác ạ. Nói chung là không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ ảnh hưởng đến những cái nơi khác thôi. Còn nhà bé Khánh là không bị ảnh hưởng. Ở đây thì phần lớn là cây cối khá là nhiều, được bao bọc bởi những cái cây lớn, thành ra là nó cũng không bị dễ sạt lở. Có rất nhiều nơi vì sạt lở như các bác, kể cả ngay đây mấy cái thửa ruộng này cũng đang sạt đây này, sạt hết cả bờ ruộng kia. Xem nào, nước ở đây đầy chưa? Mưa thế mà không có nước vào đây à Khánh? Hả? Có mà. Thế như kiểu vẫn như hôm nọ đấy. Có thấy đầy đâu. Hôm nọ mình dùng cũng đến đây rồi mà. Hay là ai xả đấy? Mưa nhiều quá, cái ống này thoát không kịp nước, trôi sạch hết đi rồi. Chiều đi tìm chìa khóa cho anh nhá. Vâng. Cái chìa đấy là của em, là bao gồm chìa phòng các thứ, nó rất là quan trọng đấy. Đi làm một ngày thì được bao nhiêu tiền, hay là đi làm hộ người ta? Đi làm một ngày đi làm hộ thôi. Làm hộ thôi á? Vâng. Ở nhà chơi không thích, thích đi làm à? Cây gì mọc ở đây đấy? Này dưa hấu. Nghe người ta ăn xong rơi. Cái cây này ai lấy về vứt đây đấy? Em đi móc về à? Ừ.
Cái này là cái củi để đun bếp nhá. Không nọ dấn tét lên, lấy nước lên tét chưa? Lấy rồi. Đầy chưa? Không biết đầy chưa nhưng mà lấy một buổi chiều thì em tháo rồi. Một buổi chiều tháo à? Vâng. Xem nào, nước tét lên ra chưa? Tháo xong nước rồi thì kéo thu ống về đi. Cái này là chưa dùng được đâu nhá. Cái này còn phải khơi đục cái khoan cái kia mới khơi được mới dùng được nhá. Xem là nước ở trong cái này có chưa? À có rồi. Rồi, ok. Nước ở đây đã có thì nó cũng đảm bảo rồi. Cái vòi này ra nước rồi các bác. Ra là cái này phải xả cho nó rồi là có hơi thì mới ra được. Đây, rửa mấy cái này sạch sạch đi. Để bẩn quá.
Thank you.
cái ống này rất hỏng hết rồi. Nói chung là cái này thì mình mua về sử dụng chủ yếu là kéo nước về để làm nhà này. Tuy nhiên thì sau khi mà làm nhà xong ấy thì cũng một phần là nó bị ải theo thời gian. Thứ hai nữa là trong quá trình sử dụng anh em người ta để xe cán đi cán về nó bị mềm, nó bị gấp như thế này thôi. Nói chung là tận dụng được thì tận dụng, không tận dụng được thì thôi thôi các bác ạ. Được một vài lần nữa cũng được. Quay đi. Kéo vào đi, kéo vào đi. Cho vào trong nhà đi. Đây, cầm cả cái ống này luôn. Kéo vào để ở phần bếp nhé. Từ để anh mở cửa cho. Đây, đi vào đường này. Kéo hẳn về xuống đây đi. Cẩn thận nhá. Để đấy. Em không... À, được rồi. Không ấy thì tìm cái dây nhưng mà thôi. Cái này khá là ổn đấy các bác này. Nó không bị ướt ở đây là ổn rồi. Về đây anh Bảo Khánh. Đây. Anh mua hai củ khóa này nhá. Bây giờ là hai củ khóa này sẽ như thế này nhá. Cầm. Cái khóa mới này này. Thì sẽ để một cái thì khóa cửa nhá. Tuy nhiên thì dao như thế này, một cái là khóa cổng này. Mỗi người sẽ cầm một chìa, anh một chìa, em một chìa, giống nhau hết. Ai làm rơi thì người tự chịu nhá. Không phải nói nhiều nhá. Không phải là cứ đi xong vài hôm lại bảo rơi nhá. Tóm lại ai làm rơi người tự chịu, phải có trách nhiệm với nó. Nhớ chưa? Bảo quản và giữ gìn nó là tài sản của mình. Cái khóa này sẽ thay thế cho cái khóa cửa và cố gắng buổi chiều đi tìm lại khóa cho anh nhá. Không phải để thế này đâu. Nói chung mình phải coi nó như cái tính mạng của mình ấy. Mình đi đâu nó phải đi theo đấy, cấm có làm rơi. Không phải đến lúc em đi làm cái gì hay đi chơi đâu đó thì gặp bạn bè chơi xong rồi đến lúc quên đâu. Thì lúc về là không có chìa khóa vào nhà đâu nhá. Thả chiên đấy nhỉ. À không phải. Và chìa này. Hình như chìa này. Cái chìa này thì bây giờ sẽ tạm trưng dụng nó để khóa cái cổng ở bên kia. Đến khi nào em tìm thấy một chìa mới để thay thế nó. Tức nghĩa là em tìm thấy chìa cũ của em thì sẽ tính sau. Tạm thời bây giờ nó chỉ còn lại một chìa thôi. Cầm cho anh. Thì anh em mình sẽ tận dụng để khóa bên này nha các bác. Khóa cổng bên này. Đấy. Cái cửa này thì không cần phải khóa nhá. Bởi vì mình đã khóa cổng kia rồi thì cửa này thì không cần thiết phải khóa. Cái này thì sẽ để ở nhà. Vẫn để vào cùng với cái chùm cũ kia. Không phải là anh thấy mua, thấy anh mua về nhiều xong bắt đầu là chủ quan nhá. Nhớ chưa?
Cái này thì bây giờ anh em mình sẽ bàn nhau. Cái chìa này sẽ là để ở nhà nhá. Chìa phòng thì bây giờ em không cần phải cầm đi nữa. Khi nào cần thiết mà nó bị khóa thì em sẽ sử dụng luôn ở trong. Không phải cầm đi nữa. Đây. Chìa này là chìa ở kia nhá. Chìa khóa nhà thì anh em mình sẽ chia nhau làm sao cho nó công bằng. Tức nghĩa là mỗi người một chìa. Đâu, còn một củ nữa đâu. Kia kia, ở cổng kia. Đây đây. Em phải bảo quản như xính với vá ấy. Cấm có làm rơi. Xính với vá giữ chìa được gần một năm nay rồi. Chưa bao giờ bảo là rơi hay quên ở đâu cả. Cứ người đi đâu thì chìa đi theo đấy thôi. Đấy, bây giờ là một củ khóa ở đây. Nó sẽ là hai chìa khác nhau nhá. Đây. Toàn bộ là như thế này. Đấy, hai chìa nó sẽ như thế này. Thì cả của em thì nó cũng giống như thế. Tức nghĩa là nó sẽ đi hai chìa như thế này. Đưa chìa khóa này cho anh. Thì cái chìa này nó sẽ đi theo người mình nhá. Không được làm rơi nhá. Nhớ chưa? Cái chìa khóa nhà là quan trọng nhất. Bây giờ mình không khóa nhà thì đi đâu một cái mà người ta vào á, trường hợp mà người ta muốn phá hoại mình ấy, thì nó sẽ rất là nguy hiểm nhá. Đây, chìa của anh sẽ để ở đây. Còn của em tự bảo quản thế nào thì bảo quản. Miễn sao là đừng làm rơi là được. Đừng làm rơi lần nữa là được. Để anh xem nào, trong này có cái dây nào không. Có cái dây nào rồi. Nhớ chưa? Cái chìa này là chìa của em. Phải đeo vào nhá. Gần hết cả cái kia. Gớt hết rồi. Các bác ạ, hiện tại cửa hàng nhà cháu Tuyên thì cũng có rất là nhiều mật ong rồi các bác ạ. Đây là đang vào mùa nhá các bác. Đây là mật ong khoái nhá. Mật ong khoái và mật ong rừng rất là nhiều. Còn chỗ bé Tính đang cầm đây là mật ong bà Hà nhá. Ngoài ra thì cháu Tuyên có, đây là hoa đu đủ đấy các bác này. Hoa đu đủ đực nhá, phơi khô. Và đặc biệt là cái trà mật ong sâm này thì vào mùa hè này thì các bác uống giải nhiệt thì rất là tốt luôn. Đó. Các bác mua hai chai mật ong bạc hà như thế này, cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác một phần quà nhá. Còn mật ong rừng thì các bác mua 3 chai như thế này thì cháu Tuyên sẽ tặng cho các bác một chai, là thành 4 chai nhá. Đó, như thế này nhá các bác nhá. Còn mật ong khoái thì nó cũng gần giống mật ong rừng này này các bác này. Màu nó gần giống nhau này. Đây là mật ong khoái này. Đấy, mật ong khoái thì nó sẽ có màu đậm và nó đỏ hơn một chút nhá các bác. Đấy, còn mật ong rừng thì nó sẽ có màu nhạt hơn một chút. Các bác mua thì liên hệ cho cháu Tuyên nhá. Mật ong thì hiện tại bây giờ nhà cháu Tuyên về rất nhiều. Và cũng đang vào mùa đói của bà con. Cậm mong sự chung tay giúp đỡ của các bác hỗ trợ cho bà con. Cũng như là cứu đói cho bà con vào cái mùa giáp hạt này. Và đây là mật ong bạc hà. Mật ong bạc hà thì chỗ bé Tính đang cầm đây này. Khác hoàn toàn nhau so với mật ong rừng và mật ong khoái nhé các bác nhé. Mật ong bạc hà thì có màu nó vàng và nó trong hơn rất là nhiều. Đây, chỗ bé Tính đang cầm đây này. Đấy. Tất cả các sản phẩm này các bác mua nhà cháu Tuyên thì đều có quà tặng cho các bác để về các bác sử dụng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Và những cái sản phẩm như thế này thì các bác nên sở hữu cho mình, cũng như là mua về để nhà mình sử dụng thì rất là tốt cho sức khỏe. Cũng như là những cái chất lượng như thế này được cháu Tuyên chọn lọc rất là kỹ lưỡng, cũng như là chọn lọc rất là cẩn thận. Về đến tay các bác thì các bác chỉ sẵn sử dụng thôi. Đây là sản phẩm nông sản của địa phương trên Hà Giang. Rất mong các bác của chú anh chị và các nhà hảo tâm ủng hộ cho bà con, cũng như là ủng hộ cho cháu Tuyên để có kinh phí
đi hỗ trợ các bạn trẻ mồ côi trên vùng cao Hà Giang. Cảm ơn các bác rất nhiều. Mời các bác tiếp tục xem video.